Ngay khi học xong tiểu học, tôi đã cùng bố chăn nuôi gia súc. Đã 40 năm trôi qua, kể từ khi tôi vượt ngọn núi này và chăn thả gia súc, tôi phải đi qua đi lại dãy núi này suốt cả năm để tìm những bãi cỏ cho đàn gia súc. Tôi là dân du mục, đã sống cuộc đời du mục được 40 năm rồi. Thung lũng Dakar là vùng đồng cỏ nằm ở độ cao 1.600m so với mực nước biển. Mặt đất đóng băng do những cơn gió buốt giá từ Siberia thổi tới. Mới là giữa tháng 10 nhưng nhiệt độ đã giảm xuống dưới âm 15 độ C. Đây là kiểu thời tiết điển hình ở Mông Cổ. Chắc Đùn, một người dân du mục ở Dakar, đang chuẩn bị lên đường. Đây là lần di chuyển thứ tư của anh trong năm nay. Chúng tôi sống và chăn thả gia súc ở thung lũng Dakar vào mùa xuân và mùa hè. Nhưng đến mùa thu, chúng tôi phải vượt qua dãy núi Bayan tới vùng hồ Kuskun. Gói ghém đồ đạc là một trong những kỹ năng cần thiết nhất đối với dân du mục. Bảy mươi kg ở mỗi bên. Nếu cái biếu bị nghiêng sang một bên, thì bên đó cần chất ít đồ hơn, còn bên kia nhiều hơn. Ví dụ bên bị nghiêng chỉ chất 50 kg, còn bên kia chất 100 kg. Con lạc đà sẽ thấy không có vấn đề gì. Lạc đà rất to lớn và khỏe mạnh. Vì thế nếu không đeo cái sỏ mũi cho chúng thì ta không thể ra lệnh cho chúng. Vì khi đó chúng sẽ hất đầu và tấn công con người. Giữ được sự thăng bằng là điều quan trọng nhất trong việc chất đồ lên lưng các con vật. Chỉ cần nghiêng một chút là sẽ khiến con vật bị ngã. Đó là lý do tại sao cần phải có kỹ năng tốt mới chất đồ lên lưng chúng được. Hãy để những cái kẹo mà mấy chú tốt bụng người Hàn Quốc cho vào túi của con và lên đường nào. Con cái của những người dân du mục vượt núi bằng cách ngồi chung với đồ đạc được chất lên lưng các con vật. Mùa thu này, gia đình anh Chodur là gia đình đầu tiên ở làng khởi hành. Gia đình đầu tiên sẽ phải mở đường nên chẳng ai muốn đi đầu tiên. Tất cả đi theo một trật tự. Ngựa sẽ dẫn đường. Chúng tự tìm đường kể cả khi không có người điều khiển. Bò và bò yak đi theo sau. Những con vật lớn hơn sẽ phải cày trên tuyết và tạo thành đường đi. Những con vật nhỏ hơn như cừu và dê sẽ đi cuối cùng. Trên đường tới những bãi chăn thả trong mùa đông, họ sẽ phải vượt qua dãy núi Bayan cao 3.000m. Người phụ nữ này đang tham gia một hành trình, thậm chí nam giới còn thấy khó khăn. Chị là Hishige, vợ của anh Suhe. Khi có bão tuyết hoặc khi thời tiết xấu thì cũng hơi khó khăn một chút. Nhưng cũng không sao.
dù có đang mang bầu hay vừa mới sinh con, thì chúng tôi cũng phải vượt qua dãy núi này. Chỉ có duy nhất một lý do khiến họ phải vượt qua bao khó khăn để đi qua ngọn núi này. Ở Mông Cổ có 5 vật báu, đó là ngựa, bò, cừu, dê và lạc đà. Tất cả đều là các vật nuôi. Các vật nuôi là tài sản quan trọng nhất của gia đình chúng tôi. Chúng là phương tiện duy nhất để tạo ra thu nhập cho chúng tôi. Phần khó khăn nhất của chuyến đi là thời tiết. Có khi thay đổi đến vài lần mỗi ngày. Một trận bão tuyết hay đợt lạnh bất ngờ có thể khiến cho chuyến đi bị chậm lại. Một khi đã lên đường, họ sẽ không nghỉ. Họ không thể dừng lại dù chỉ để uống nước. Họ đã đến nơi cắm trại. Nửa tiếng đồng hồ là đủ để dựng một chiếc lều. Các con vật đã rất mệt sau chuyến đi. Thậm chí ở chỗ dựng lều, chị Hishige cũng không có thời gian để nghỉ ngơi. Thịt luộc là thức ăn duy nhất mà họ mang theo. Họ ăn món mì nấu với nước dùng từ thịt, hơi giống món mì kalguksu của Hàn Quốc. Bữa tối là bữa ăn đầy đủ nhất của họ. Hình như có tiếng lạc đà kêu, chúng không kêu phải không? Ngày di chuyển đầu tiên đã kết thúc. Họ sẽ phải đi thêm ít nhất là 3 ngày nữa, còn nếu không thì sẽ là 1 tuần. Ngày mới bắt đầu bằng một bình minh mù sương. Các công việc hàng ngày của những người dân du mục đều được phân chia một cách nghiêm ngặt. Đàn ông khỏe hơn sẽ chất đồ lên lưng các con vật. Buổi sáng có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian chăm lo cho lũ trẻ. Sống kiểu du mục nghĩa là họ luôn phải sẵn sàng lên đường. Họ phải liên tục chú ý đến đàn gia súc, không bao giờ được lơ là cảnh giác. Đặc biệt là cừu và dê lúc nào cũng phải được canh chừng. Dẫn những con vật nhỏ đi còn khó hơn là các con vật lớn như ngựa, bò và lạc đà. Những con vật nhỏ hơn như cừu và dê đi chậm hơn. Chúng lại thường xuyên đi tách đàn, làm chậm tiến độ của cả đoàn. Những con vật thồ hàng này có tên là Khenak, được lai giữa một con bò thường và một con bò yak. Khenak có thể dễ dàng chuyên chở được hơn 100 kg. Chúng giống như lực hút trung tâm giữ cho cả đàn di chuyển cùng nhau. Chỉ riêng cừu và dê đã có khoảng 600 con. Việc đưa cả đàn đi, không để con nào chệch đường không hề đơn giản. Đã sang ngày di chuyển thứ 3. Ngay khi đến chỗ dựng lều, những con vật đói ăn đã tản ra các hướng để tìm thức ăn. Tất cả đã đi một quãng đường dài không ngừng nghỉ.
tối hôm đó. Họ đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Giờ này năm ngoái, tuyết đã rơi như thế nào nhỉ? Năm ngoái không có vấn đề gì. Vì ngày mai họ sẽ phải đi qua thung lũng Uttarakhand, phần khó khăn nhất của chuyến đi. Ngày mai sẽ khó đi đấy, vì sẽ phải leo dốc, có rất nhiều tuyết. Tối nay để ý lũ ngựa nhé. Nếu chúng mà đi mất là có chuyện đấy. Vì thế hãy nhớ buộc chúng cho chặt vào. Nhưng rồi, buổi tối đầy lo lắng cũng trôi qua. Giờ đang là sáng sớm. Trước khi vượt qua thung lũng, không khí của cả đoàn rất căng thẳng. Thậm chí Chuck Du đã có kinh nghiệm đi qua ngọn núi này, cũng không dám đảm bảo sự an toàn cho chuyến đi ngày hôm nay. Hôm nay họ phải rất cẩn thận với việc gói ghém đồ đạc. Không gì đau đầu hơn việc đi qua một ngọn núi hiểm trở thì bị rơi mất đồ đạc. Gói ghém dụng cụ bếp núc là việc của chị Hishike. Hầu như tất cả đồ bếp núc đều cho vừa vào trong một cái bếp lò. Không gian nhỏ nhất cũng được tận dụng. Đáng lo ngại nhất là cậu con trai nhỏ, Durugong. Cái thùng chở cậu bé sẽ bị rung lắc rất nhiều khi đi trên đường núi hiểm trở. Cậu bé sẽ phải chịu đựng sự rung lắc và cái lạnh khắc nghiệt. Người bố cũng không biết làm gì khác ngoài việc buộc dây quanh cậu bé thật chặt. Tuyết đã rơi từ sáng sớm và không có dấu hiệu giảm bớt. Động vật thì chở hàng cho con người, còn con người thì bảo vệ chúng. Đằng sau lớp sương mù dày đặc, thung lũng Uttarakhand đã hiện ra. Càng lên gần đỉnh núi thì con đường càng nguy hiểm. Những bước chân nặng nhọc của lũ bò giác đã tạo thành một con đường mòn ở vùng núi tuyết phủ xa xôi. Khi những con vật bắt đầu đi chệch đường, con người lại phải huýt sáo. Đó là thứ ngôn ngữ mà dân du mục sử dụng để giao tiếp với những con vật mà họ đã thuần hóa. Chúng tôi huýt sáo hoặc nói chai. Khi các con vật đi tản mát hoặc chệch đường, chúng sẽ dừng lại. Khi cho cừu ăn, chúng tôi sẽ nói chai chai. Còn khi dẫn chúng đi thì sẽ nói đu chi. Còn khi dẫn ngựa đi, chúng tôi nói ha ha. Với tất cả các động vật khác thì là hơ cờ. Hơ cờ.
càng lên cao hơn, nhiệt độ càng giảm. Giờ đang là âm 20 độ C. Nhưng họ tiếp tục đi chậm lại. Cừu và dê thấy sợ thung lũng này và chúng không biết nên đi đâu. Anh Suhe trấn an các con vật. Cả đoàn vẫn không dừng lại. Cách đây 3 năm, gia đình anh Chokdu gặp phải một trận bão tuyết khi đi ngang qua con đường núi này. Anh Chokdu đã mất tới 100 con vật nuôi vào ngày hôm đó. Ở chỗ này, không chỉ có động vật mà cả con người cũng có thể mất mạng. Đây là thách thức lớn nhất với họ khi di cư vào mùa thu. Thực ra, thời tiết năm nay khá dễ chịu. Trong lần di cư vào mùa thu, cách đây 3 năm, tuyết đã rơi dài đến 1 mét. Khi chúng tôi vượt thung lũng, đã gặp phải một trận bão tuyết dữ dội. Lúc đó có 3 gia đình, bao gồm cả chúng tôi, đang đi qua thung lũng. Do cái lạnh đột ngột ập đến, nên khoảng 100 con cừu và dê đã chết. Việc này thi thoảng lại xảy ra do sự thay đổi thời tiết. Những lúc như vậy, chúng tôi cũng chẳng thể làm được gì. Người đã vượt núi với cái bụng đói. Họ phải liều mạng cho cả một chuyến đi. Gia đình anh Chokdun luôn chỉ có một mục đích. Đó là vượt qua ngọn núi này mà không mất một con vật nuôi nào. Cuối cùng họ cũng xuống dốc. Khi họ vượt qua thung lũng, tuyết ngừng rơi như thể chúng chưa bao giờ xuất hiện. Cừu và dê đột ngột dừng lại. Chúng sợ nước. Khi lũ cừu và dê không nhúc nhích dù có bị đánh mạnh thế nào, anh Suhe phải tóm lấy một con dê và buộc dây thừng quanh sừng của nó. Con dê bị kéo xuống nước và bị bắt phải qua sông. Sau đó những con khác cũng sẽ đi theo. Nhìn thấy con dê đầu tiên vượt sông sẽ khiến chúng yên tâm mà làm theo. Đây là bản năng của chúng. Đây cũng là lý do con người có thể thuần hóa được động vật từ buổi sơ khai. Chỉ có một con vẫn còn sợ hãi. Thậm chí chỉ là việc vượt sông, nhưng những người dân du mục cũng phải hiểu rõ hành vi của động vật. Đây là cái đích cuối cùng của chuyến đi. Gần những bãi chăn thả sa súc cho mùa đông là hồ Khuskul. Nó lớn đến mức có thể làm ngập lụt toàn bộ đảo Jeju của Hàn Quốc.
vùng hồ rộng lớn chạy tít tắp đến tận chân trời. Người Mông Cổ gọi nó là biển. Chúng tôi trải qua mùa đông ở đây vì một lý do đơn giản. Vì ở đây ấm hơn ở thung lũng Dhaka. Chúng tôi sẽ ở đây khoảng 4 tháng. Đến mùa xuân, chúng tôi lại đi qua núi Bayan một lần nữa để tới những bãi chăn thả gia súc của mùa xuân. Chỉ có như vậy thì cỏ ở đây mới mọc lại cho động vật có cái ăn vào mùa đông năm sau. Vùng này có tên là Hehok. Ở đây có nhiều cỏ tươi tốt, là nơi lý tưởng để chăn thả gia súc. Con người đã phải làm việc vất vả, nhưng các loài động vật cũng phải tốn nhiều công sức mới có thể tới đây. Nhưng thậm chí ở đây, họ cũng không thể lơ là cảnh giác. Những vết máu còn mới cho thấy sự việc mới xảy ra vào tối qua. Ngoại trừ đầu và bộ xác con vật, tất cả các bộ phận khác đều bị ăn sạch, kể cả xương. Thủ phạm là lũ sói. Tối qua, ba con sói đã ăn con ngựa này. Đó là một con ngựa còn non, mới 2 năm tuổi. Tôi không biết đó là ngựa của ai. Vùng này có nhiều sói. Đó là một vấn đề. Cách cái xác con ngựa khoảng 10 mét là dấu vết của cuộc tấn công do sói gây ra. Những con sói kéo con mồi đã gục xuống của chúng đi xa vài mét, chứ không ăn ngay tại chỗ. Vào ngày thứ tư, họ đã tới Hồ Hốc, bãi chăn thả gia súc của mùa đông. Năm nay, người đàn ông này không mất một con vật nào. Họ đã quay lại ngôi nhà mùa đông của mình sau 6 tháng. Chiếc chìa khóa hoen dỉ cho thấy họ vắng mặt ở đây khá lâu. Khi đến nơi, nhiệm vụ đầu tiên của họ là nhóm một đống lửa. Hơi ấm lan tỏa trong căn nhà lạnh lẽo đã vắng người trong một thời gian dài. Đây là tất cả dụng cụ bếp núc mà họ có. Với những người sống nay đây mai đó, bất cứ thứ gì cũng đều coi là một sự xa xỉ. Địa điểm đã thay đổi, nhưng công việc hàng ngày của họ thì vẫn thế. Sống cùng những đàn gia súc là cách sinh tồn của họ. Họ ăn một bữa đơn giản với thịt khô nhúng vào một loại quả trà được làm từ sữa động vật. Đây là bữa ăn đầu tiên của họ. Bao quanh bởi những ngọn núi, nên vùng đất này hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Lý do duy nhất chúng tôi sống ở nơi xa xôi này là vì các con vật nuôi. Thậm chí 300 năm trước, các cụ kỵ